Phụ nữ thực sự mong muốn điều gì nhất? Phần 2. Câu trả lời đầy bất ngờ của chàng Gawain. Cô giáo nghe xong tất cả câu trả lời của học sinh và không nói gì cả. Cô chỉ hỏi mọi người có muốn biết câu trả lời thực sự của Gawain là gì không? Mọi người nói, đương nhiên là có ạ. Cô giáo nói, Gawain không chọn bất kỳ phương án nào cả. Chàng chỉ nói với vợ của chàng rằng, điều phụ nữ mong muốn nhất là được tự quyết định cuộc sống của mình. Vì vậy, nàng hãy tự quyết định đi. Thế là mụ phù thủy đã lựa chọn làm mỹ nữ xinh đẹp trong cả ban ngày và ban đêm. Liệu bạn có đưa ra câu trả lời giống như Gawain không? Con người chúng ta đôi lúc chúng ta ích kỷ, vô tình đã lựa chọn những điều mà gây tổn thương cho người khác. Vợ chồng tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng khi mới lấy nhau về thì tình cảm vô cùng tuyệt vời. Nhưng sau quãng thời gian sống chung với nhau, do áp lực của gia đình, con cái, xã hội, cơm áo gạo tiền, người chồng thường không tôn trọng người vợ của mình giống như thuở ban đầu nữa. Một gia đình có hạnh phúc bền lâu hay không còn phụ thuộc vào sự tôn trọng và lắng nghe, thấu hiểu nhau giữa hai vợ chồng. Cuối cùng, tôi chúc cho các bạn sẽ luôn hạnh phúc và có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa.